tưởng nó là thế này. Nhưng mà qua bàn tay con gà thì nó ra cái gì thì không biết. Mọi người hãy chờ đợi. Đấy. Ok. Mới cho cuối cùng thì sau này là chị đi học bánh làm đeo cái tạp để cái thì em cứ mới từ thành Âu vào từ thì nguyên tắc dính tay nhá, tí nữa cái chỗ bột dính ở trên tay em ấy nó sẽ dính luôn cả vào đây luôn. Ồ. Mạnh mẽ lên. Đây là lý do chị tay chị rất to. Đây em dùng cái này đi, phải dùng cái này thì nó mới sạch được. Ồ. Xong, gấp đôi này. Ê, chưa, để em. Đấy. Đầu tiên là cứ gấp thêm bột thế này. Xem tức là cứ tùy thôi, cứ bư đấy, cứ lăn lăn như thế. Lăn theo chiều. Đấy, lăn nó dài ra hãy lấy cái đầu nó dài ra mình lấy từ cái bên ngang này sang. Đấy xong rồi. Đấy, xong rồi. Thế thôi em quận này. Ừ. Xong rồi lại cầm đập này. Tiếp. Ừ. Cầm này. Quận này. Ừ. Đúng rồi. Thế. Quận ngược lại cũng được, quận xuôi tùy theo tay em. Đấy. Đấy, mình cứ dài ra ở đây đúng rồi. Nhìn em.
Thế mình làm gì? Củ bột à? Ừ, ướt này. Ừ. Chuẩn đi. Gì? Ừ. Ờ, nhà chị có cái chế độ củ bột. Hè. Để thường để 3 lần tổng cho mẹ. Thì 50 phút luôn. A few moments later. Xin chào các bạn, đây là lần đầu tiên ăn gà làm bánh. Không, chị phải đẩy nhạc nén chứ. Không, về ghét nhạc. Thank you.